Lì xì đầu năm mới. À, cho nên mong chỉ mua lì xì nè. Đi. Đi lâu. Ôi trời, vậy quần áo khắp nóc nhà luôn. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giang Mạch. Đầu xuân năm mới thì Tam Giang Mạch xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả khán giả của Tam Giang Mạch. Nhớ trẻ à? Hôm nay nhìn sạch sẽ thế. Một đề mua. Ờ. Lớp pu rộng lắm à. Mình nhuồn đấy. Pu là. Nào. Lì xì đầu năm mới. À, cho nên mong chỉ mua lì xì nè. Đi. Rất là lâu rồi anh em mình không quay video. Từ cái video hôm nọ. Ui, sạch sẽ thế. Mọi thứ hơi ngổn ngang một tí. Mọi người ạ. Ui, là cái bàn thờ đẹp thế. Nó chia hò ním á? Nó chia ním. À. Ai xa. Năm mới toàn là cho nên cậu có thế là. À. Cho nên dùng cái gì? Dùng cho những chúa lộc vua. À. Cái sáp ong. Ôi. Cái dây điện để gọn vào một chút đi. Hả lưu lý bao bao? Bao mà. Mình nhỏ bưu hò lý là. Cho nên chỉ mua từ bưu mà. À. À, em bé ngủ rồi. Rất là sạch sẽ luôn mọi người ạ. Trên channel Tam Giác Mạch thì cũng chưa quay quá nhiều video về hai bố con. Bởi vì là... À, bản thân Tam Giác Mạch thì không về đây quá nhiều thôi, vì trong khi từ khi mà làm nhà đến bây giờ ấy thì cũng chưa có quá nhiều cái thước phim, và chính bản thân Tam Giác Mạch là những người đến quay phim bởi vì có công việc bận nữa, rồi là khi hoàn thiện xong lại cũng đến Tết rồi. Nhà khá là đẹp. Thế nhà bên kia là có ở bên đấy nữa không? À. Nhà bên kia ấy, lúc chạy nó tỏ vua nè. Chị nhôm á? Ca ló tàm á? Chúa chân tông chị tàm ra rồi. À. Khăn giờ mà ca ló tàm á? Khăn giờ là ló tàm. À. Thế một cái cho ló trâu là con đàn nha. Một cái ló trâu của một nổ mà. Ồ, à. Đi tháo hết rồi à? Thả chúa cho chị tàm. À, ít chả một số xe. À. À. Hai lơm á? Hai lơm. Bù lơ, à mà bù lơ mà. Bù lơ. Ây à, cái dây điện này anh để gọn vào nhé. À. À, một, chắc là một hai hôm nữa là Tam Giác Mạch sẽ cùng với em xuống đến đây để gọi là sắp xếp lại cái gia đình, cái nhà cho anh xá làm sao cho nó gọn gàng hơn. Thứ nhất là về dây điện thì anh em mình cũng sẽ để gọn gàng hơn. Cho nên mà mòn là có hòa ly rồi đấy. Nó chia mua gì à? Nó chia mấy tủ cây. Mấy tủ cây xưa? À. Cho nên cậu có là? Cho nên những cổ gì tôi bao uống hả? Cổ tự... gì tôi bao uống. À, chi bao uống là. Đấy. Bàn thờ của người Mông thì thường thường là chỉ có một vài cái tờ giấy, sau đó là một cái lông gà. Tuy nhiên thì đối với họ nhà anh xá chắc là khác, và vẫn dán giấy hồng các thứ đấy. Đấy, cái này thì chắc là ra Tết là sẽ xé ra, nó sẽ không được đẹp đâu, nhưng mà thường thường quan niệm của bà con ấy, không biết là nhà của các khán giả Tam Giác Mạch thì thế nào, nhưng mà nhà Tam Giác Mạch cũng vậy, là đầu xuân năm mới thì thường thường sẽ dán giấy hồng, giấy đỏ để cầu mong là một năm mới nó màu hồng, màu đỏ hết, nó gọi là tươi. Cuộc sống hiện tại ấy mọi người, đây đây có cái giường rồi này,
Cái giường hiện tại thì vẫn là cái giường ở bên kia về thôi đúng không? Lút trà nè. Mọi người cũng hết sức thông cảm cho anh em Súng cũng như là Tam Giác Mạnh nhé. Bởi vì là xây xong nhà cái là Tết luôn rồi, cho nên là anh em mình cũng chưa kịp thực hiện một cái gì cả. Chắc chắn là một hai hôm nữa là sẽ đến đây để mua giường này, sau đó là làm tài chính để công khai minh bạch cho tất cả mọi người cùng xem. Và một cái nữa là sẽ lán sân này, rồi là những cái hạng mục còn lại như là chuồng trại các thứ này cũng sẽ hoàn thiện cho anh Xá, và chính thức bàn giao nhà cho anh Xá sử dụng. Tuy nhiên thì bây giờ cái dư âm bánh chưng còn trong người, và khởi đầu một năm mới thì bao giờ cũng cảm giác uể oải hơn. Chắc có lẽ mọi người cũng như Tam Giác Mạch thôi, là khởi đầu một năm mới thì bao giờ mình cũng có những cái dự định và có những cái từng bước thực hiện thôi. Đấy. Đây là bu dòng bu nhẹ bu. Chị bao à? Chị bao. Tôi tên là Sam. Dòng Tam thiết đi mũ của bế cho cá là cho hâu rồi. Rúa tre đấy thì là được thoải mái. Hiện tại thì nước vẫn ở đây thôi. Tết năm nay thì Tam Giác Mạch cũng không có cơ hội cũng như không có thời gian để vào, thì cũng chưa biết là em Súng có chia sẻ cho quý cô anh chị và khán giả xem chưa. Muôn tàu mà tuy nhiên thì hai bố con hiện tại đã chuyển hẳn về cái ngôi nhà mới ở rồi. Và đây là những cái sự đóng góp rất là lớn của quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước ở hai kênh Tam Giác Mạch và em Súng Hà Giang. Thì có nhà, có vệ sinh, có bếp các thứ. Tất nhiên là mọi thứ nó còn ngổn ngang bởi vì anh em mình chưa chính thức bàn giao, còn rất là nhiều những cái tồn tại. Gạch các thứ thì sẽ là cho ni wa lu chang ju tu nyu tu bua. Nhẹ ju tu a cha. Nhẹ mà ra mới ra chúng dù tôm bua mà chỉ mua mua lộc bua chỉ mua có cái lộc bua dạ nhà dù á chị dù muốn xây dù tôi nhu mà ha ha rồng mình chỉ tôm bua tôm bua hay dù cho có cái lộc bua mua lộc bua dạ tôi nhu mà nó rau sư tôi nhu nó rau ha dù tôm bua mà dù mua cho có cái lộc bua bút đó à. Hôm nay thì anh em mình quay lại đây trước tiên là đầu xuân năm mới thì đến lì xì anh Xá và con một chút đầu xuân năm mới để xem là cái tình hình nhà anh Xá sau khi nhận được nhà thì cuộc sống nó như thế nào. Tất nhiên là mới bắt đầu cuộc sống tại một môi trường mới. Pư hôn in chín sai anh chị mà. Còn xi măng này, còn bột rất nhiều thì sẽ cùng nhau là hoàn thiện cái sân này cho sạch sẽ này. Đó. Tất nhiên là những cái comment của các bác khi mà quay về ngôi nhà này thì anh em mình cũng đọc hết. Có những cái tồn tại rồi là có những cái gì mà các bác comment thì cũng anh em cũng đều ghi nhận thôi. Tuy nhiên thì với tất cả những cái sự chắt chiu từ những cái số tiền của quý nhà hảo tâm thì anh em mình cũng đã cố gắng làm sao làm tốt nhất, đẹp nhất cho gia đình rồi. Hiện tại thì anh Xá đã chuyển hẳn vào đây ở rồi. Bếp thì vẫn đi dép vào bình thường thôi nhỉ. Hai bố con ở rất là sạch sẽ và đây là một cái không gian bếp rất là ấm áp đây. Đấy. Bếp anh Xá cũng dán giấy đỏ hết này. Đấy. Phải nói là từ khi được giúp đỡ thì những cái gọi là khó khăn của hai bố con, cái chính nhất là cái về thời tiết lạnh lẽo như thế này thì đã không còn nữa rồi. Trong nữa thì anh em mình sẽ đi thăm lại cái cơ nhà cũ của anh Xá một chút. Nó là cái kỷ niệm, nó là cái nôi, vâng em xin, của em Lành, cháu Lành
đã sinh ra và lớn lên cùng bố được hơn 1 tuổi ở đấy. Đó, còn từ sinh nhật lần thứ 2 trở đi thì chắc chắn là bé Lành sẽ được sống trong một cái môi trường sạch sẽ hơn. Đây, quý cô bác anh chị nhìn cái gạch lát là biết rồi, rất là sạch sẽ. Đây, quay qua một chút cho các bác xem là sẽ thấy. Còn cái này là cái bức vách cũ nhà anh Xá mang từ bên kia về, đã phá nhà rồi. Bây giờ uống nước một chút đã, sau đó là sẽ cùng nhau sang bên kia xem. Nó mỏ chị Tóc? Nó mỏ là? À. Oh, nó chia mà mua ít đồng cây thôi là? Nó chia mua ít đồng cây. Nó bán luôn. À. Cùng từ từ nó? Nó chia là nó... Ô tù chí thôi là? Ô tù mình nhỏ thế. Tù hồ tù chí tôi bán nó thế. À. Nông hẳn đó? À. Nông... Nông pet chào mà? À. Nông cửa. À, nông cửa. Nông tỉ in, mua từ từ lo thì mua. Nông tỉ in mà hù tù dì tù ổ đa. Ờ, ổ đa, hù hù à. Hù, ủy giả lý cho mông ổ đa. Hù giàu mà. Ờ, hù giàu tù. Ờ. Đấy, ổ lì mà vua ta lúc trẻ mà chiều chỉ hù giàu lo là. Ổ ta mà chỉ hù à. Ờ. Đấy, nè mông mà vua ta lúc trẻ mà. Ủa ta, nông tỉ in. Nóng tỉ ý ua nè, cho cá giọt, nóng là tỉ chi, cho cá ui cháu mà ta lê là chi ua. Ồ, nóng tỉ ý còn nóng tỉ chi. Ờ. Ui dào, ý nóng ui dào. Ờ. Ua mà tùa cây tùa? Ua chỉ tùa, mua cây ua. Mua cây ua, cây bùa ua chứ mà. Ờ. Mua cây mà tùa cây nọ mà. Mua cây mà tùa cây, chỉ mua cây mà mua cây ua. Hãy pha mua, mua cho tùa. Ờ, mỏ mông mà. Ờ. Mỏm lê tư tạo. Cổng châu mà. Cổng ý khó chơi á. Ừ. Tức nghĩa là anh đang chia sẻ Tết là cúng. Tức nghĩa là mùng 1 với gia đình. Đấy. Nên lâu mà hù... Ờ. Hù giờ là nông tỉ gì vậy? Là họ lầu ấy thì là mùng 1 là gọi ông cụ. Cho nên giờ là cháu con nó là. Ôi. Nó muốn ra vườn bên bán luôn. Nó lý sức là? Nó rau tả cái này để bán luôn. Ồ. Ây da, mỗi rau diếp cá thôi. Khởi đầu năm mới hơi vất vả đấy. Rau diếp cá chấm với ớt thôi này, mọi người này. Đấy, nó chia và... Nó chia tả mua ua đó chứ? Nó chia tả ấy. Mua ua do chứ mua? Mua mà... Mua hình rau thì mình mua mua. Mua rổ nó không chết chứ nha. Tụi mình nhỏ bố tụi tụi dù à? Tụi mình nhỏ mà dòng mùng ấy sẽ để mùng ra tụi giáo nhốt rồi. Cùng giáo nhốt? Hả? Lớ dành gì dành à? Mùng là... Lớ tụi dòng mùng là cho mùng hai tụi giáo hết tụi giáo rô mà mùng qua lộ mà bí khuẩn như mẹ đoàn nữa mà. Ừ, dạ. Mình bá dù rồi. Y lì mà bố y ở chỗ. À. Bố thà bố gầy. Bố mì. À. Nhau trẻ mà chú mới nhớ. Dạ. Nhờ chạy mà bỏ no tới chỉ mua. Mua khát tứ. Hả? Còn mua khát tứ. Mua rồi. Ừ. Mua lạc sơ. Lạc sơ. Mua ua chứ. Mua cho tép hợp bê tròn tông à. Ờ. Ua ý giả trước kia mà. Mua công ty. Ờ. Lạc cho công ty lấy mua ua cho tròn tông à. Lạc hài mà. Ua chứ mua. Ở đâu bọn này thì tao kêu thứ một qua ra rồi. Có một số mà. Hồ tỉnh là bù mù mà. Bù mà. Nhi lấy cho thứ một mùa. Tức nghĩa là dự định của anh Xá là mấy nữa là sẽ dù là không muốn bởi vì là bé còn quá là nhỏ. Tuy nhiên thì không đi thì mọi người cũng biết là thực tế như anh Xá nói cũng vậy thôi. Không đi thì sẽ không có tiền. Thậm chí là không có cơm ăn nếu mà chỉ trông cậy vào cái mảnh nương thì bao nhiêu thứ trông cậy vào mảnh nương, con cái, cả anh Xá nữa. Rồi là ma trai cưới hỏi cũng cần đến tiền. Mà chỉ có bán ngô thì không bao giờ đủ ăn, đủ tiêu. Và một cái nữa nếu mà chăm vật nuôi nữa thì càng thiếu. Nên là anh Xá sẽ gửi con ở chỗ ông. Sau đó là đi làm. Bộ mà tàu ít lì, tàu chi cháu chó. Tàu. Là bù nó, ô tảnh. Bết tỉnh. Bết tỉnh. Một phút nào mà dù mua dù
ô bé tụi mày mua bói phát nó lôi vui quá, người ta mà nó mới như là mày dùng thép phai ha. Ờ lì mà. Ờ lì từ tàu á, ủa còn mông mà. Muốn ra cho không phải như muốn xem muốn ra mà muốn thôi lấy cho chị vừa. Ừ. Từ tàu á. Thì sẽ có tiền để trang trải cuộc sống. Nói ra thì cũng hơi sót một chút, bởi vì là bà thì cũng vừa mới cách đây thì cũng là một năm rồi, thì là trước Tết vừa rồi thì mọi người cũng biết rồi, bây giờ cháu chỉ có thể gửi ông nội thôi, anh Xá thì cũng đi làm. Đấy đấy là những cái cuộc sống qua qua về hai bố con sau khi có nhà. Tất nhiên là đấy, nông hân tàu qua mùa nông hân tàu mùa chỉ tham bao giờ tàu giờ tàu lên tàu tà lì đi mùa mùa à chỉ mà từ sống tới thì giờ tàu lên tàu qua tà lì thì mùa giờ giờ chỉ tao tà mà sống hay rồi mà hay à để giờ tàu lên tàu còn chỉ một tê mà chỉ qua lỗ mùa mà chỉ một tê à giờ mới mình nhiều tàu lên rồi hả lên tàu mình nhiều mà mùa mà chỉ em mà lo mà lúc có bên lì tới lối rồi chơi đi chơi mà cho em mà giờ ở đây. Một xoa xách. Trời hừng nắng là thấy phơi quần áo như thế là một cái dấu hiệu rất là tươi mới rồi. Là lò vua lũ trẻ cổng lắp khó trông mà in nông của ta mà. À. Đu chỉ đu. Hà chỉ ta in nông. Hà chỉ ta là. Y tình, chỉ tình trông thức của ta hồ. Y tình ta là. À. Ây dô. Là phê chỗ hồ. À. Ủa lì mà là nó mỏ, mà là ủa. Ta là. Cái gì có lẽ nó mỏ ta là ta ra ổn mình tình của ta. À. Quay trở lại một chút căn nhà kỷ niệm của anh Xá ở bên kia. Đấy, kê mùm luôn luôn như lúa. Và lý mà mùm thật cái lạ. Nhà rất là đẹp. Anh Xá chia sẻ là cũng không buồn đâu mọi người ạ. Bởi vì thứ nhất là đây gần đường bê tông thì bà con đi lại rất là đông. Thứ hai nữa là cũng có mọi người sang chơi. Như anh Xá nói là 29 thì cũng mời nhờ bố sang để có chút báo cáo tổ tiên hương hỏa. Mùng 1 cũng vậy. Thì năm nay chỉ có một con gà thôi. Năm sau thì mấy nữa là anh em mình hoàn thiện bàn giao xong thì anh Xá cũng không ở nhà nữa và đi làm thuê. Thì hy vọng là cái Tết năm sau nó sẽ đầm ấm hơn. Và đấy, muốn cây lò mà, muốn cây lò mà, cho nên lùa cả. Một cái muốn mua đeo. Cả thứ? Một cái muốn mua đeo. Một cái muốn lùa. Hơn đi mua từ tao. Hy vọng là Tết năm sau anh Xá sẽ có những cái miếng thịt treo và cái Tết nó sẽ được to hơn, lớn hơn. Đấy. Tao ra mạch thì đang cúm nên là quý cô ba anh chị thông cảm một chút. Có những cái tiếng nói nó sẽ không được chuẩn. Ui dồi. Chào anh Pó nhá. Hôm nay làm gì thịt gà thế anh? Hả? Hả? Vâng. Ăn Tết đấy nhỉ. Qua rồi. Ô, chào tạm biệt ngôi nhà anh Xá. Ngôi
Đây là cái lần trở lại cuối cùng của anh em mình ở ngôi nhà này rồi. Đấy, khi ta ở đất chìa. À, câu đấy là gì nhỉ? À, ôi, đúng là ở thì là một căn nhà mà đi rồi thì tan hoang. Cho nên cam mũ và lung gu ở tàu này. Còn sót lại là cái bàn đây. Đấy. Bây giờ mới lộ ra cái khung ngày xưa anh Xá tự làm này. Đấy, bây giờ là tháo hết rồi, mọi người sẽ nhìn thấy rõ. Trọng phải đứng đằng sau này mới thấy là cái chuồng dê, à cái chuồng bò. Nó sát luôn cái nhà ở luôn. Tháo đi được rồi nhỉ? Bác nhỉ? Cái này là tháo đi được rồi nhỉ? Để trước ta đẩy tông đi mũ à? À. Mà nè, con đi này. Đi đưa cho chị. Dạ. Cho nên mà tháo đèn nó hầu sức lắm. Cho nên mà cả một tháo đèn sức lắm. Bao giờ là về tháo cái này? Anh Xá? Bao giờ là về tháo hết cái này đi? Thả tư có cam mùa. Đã thua cứ mùa. Mùa chiều mà thua. Ờ. Mùa nhiều thua. Chỉ mùa nhiều mà. Cứ để đây thôi nhỉ? Nhưng hôm nay mà bố tủ thì lâu à. Cho tờ cho bố cử. Đấy. Ờ, trước kia vẫn còn là bưng vách thì mọi người nhìn không thấy rõ được là cái nhà nó đối diện với chuồng bò như thế nào. Ở này bác không ở được đâu bác nhỉ? Hôi lắm. Chị nhìn thế à? Dạ. Pư tứ bỏ. Dạ dạ. Dạ. Cũng bùa đi ngang đi thế. Này. Cái bức vách nó cách cái ngôi nhà nó chỉ từng này thôi. Đấy. Đây là chuồng lợn đấy mọi người nhé. Đấy. Cho đi mua chi cho phênh sửa. Chi cho phênh hát xả lò chúng dễ cho vừa bông đầy bông là chúng mua thế này. Ờ, dò. Đấy. Còn chuồng bò thì ngay cái sát này luôn. Thế mới thấy những cái sự cần thiết và cái sức khỏe bị ảnh hưởng như thế nào khi mà sống trong ngôi nhà. Tất nhiên là cũng phải rất là cảm ơn chủ đất cũ là anh Pó đã cưu mang cho anh Xá là có một cái mảnh đất nhỏ nhỏ này để ở trong suốt thời gian mà vợ bỏ đi cũng như là mới tách ra ở riêng. Dạ. Dạ lạ. Ở tàu ít lúc chay là mà chỉ nhớ hò ly lắm. Chỉ hò ly mà nhớ chỉ tàu kia là. Tu nó nọ tảnh mỏ mà. Chỉ bó thả luôn. Mà lả nọ sư. Bây giờ thì như anh Xá chia sẻ là nhà này tạm thời thì sẽ để đây đã. Bởi vì là cũng chưa có tiền để mà tháo dỡ. Tháo thì một là thuê người ta, hai là phải nhờ anh em thì chắc chắn sẽ phải mua thịt thà, làm cơm các thứ thì mới có người giúp. Đấy, không thì sẽ khó. Thế nên là anh em mình cũng sẽ bàn với em Súng xem nếu có chương trình nuôi bò các thứ thì cũng sẽ bỏ khoảng 1-2 triệu ra để nhờ anh em tháo căn nhà. Sau đó là tận dụng lại cái bờ lô này để làm cái chuồng trại cho nó chắc chắn. Đấy, còn không thì cái này mới còn mới mà, bờ lô còn mới, những cái đòn còn rất là mới và khung còn rất là ngon, rất là chắc chắn luôn. Nên là sẽ tận dụng. Và chắc chắn rồi, bây giờ anh Xá là tạm biệt cái căn nhà ở đối diện chuồng bò này rồi. Dù có lưu luyến đi chăng nữa thì cũng phải tạm biệt thôi. Rất là khó khăn. Đấy, mọi người nhìn này, bò đang cất rượu. Thôi nhỉ, hai ly sữa, lò sữa chỉ mù sữa. Khung còn rất là mới luôn mọi người. Mọi thứ còn mới đẹp.
cắt ra, bỏ đôi ra. Đó, giờ này. Đấy, chắc chỉ đấy. Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Đầu xuân năm mới cháu chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ. Và để ủng hộ chúng cháu nữa ạ. Dạ vâng, mật ong hoa bạc hà thì hiện tại cháu còn ạ. Giá thì vẫn như trước Tết thôi ạ. 2 lít trở lên là được miễn ship bác nhé. Vâng, cháu ship toàn quốc ạ. Bác nhận hàng rồi bác thanh toán cho người shipper cho bác là được ạ. Có bác nhé, trên chai của cháu thì có in logo, có cái tem của cháu ấy, thì bác cứ nhìn mở hàng ra, sau đó là kiểm tra thấy có tam giác mạch ở đấy thì bác nhận hàng và thanh toán tiền là được ạ. Vâng, cháu còn ạ. Vâng, 4 lít phải không bác? Vâng. Để chốc nữa cháu gọi lại cho bác lấy địa chỉ, sau đó là cháu sẽ gửi cho bác luôn hôm nay nhé. Vâng, cháu chào bác ạ. Rồi. Có lẽ là anh em mình sẽ tạm biệt cái ngôi nhà cũ này và cuộc sống của anh Xá sẽ bắt đầu tại một cái ngôi nhà mới ở bên kia. Thật sự rất là mừng. Với bất cứ căn nhà nào cũng vậy, khi mà những cái thước phim đầu tiên anh em mình đến thì đều không nghĩ rằng sẽ... Ôi chào anh nhá, em về đây. Anh em mình đều không nghĩ là sẽ có thể kết nối và giúp đỡ được những cái điều to lớn như vậy. Tuy nhiên thì sau tất cả thì cũng phải hết sức là trân trọng những cái tình cảm bằng hiện vật của các bác gần xa gửi đến cho các cái hoàn cảnh mà anh em mình chia sẻ. Chính thức là về nhà mới thôi.